Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cảnh sát Nhật bắt giữ hơn 20 người Việt ở quá hạn tại một khu nhà nghỉ bỏ hoang. Ngày 5 tháng 11, VOA tiếng Việt cho hay, cảnh sát Nhật Bản đột kích là người Việt lưu trú quá hạn. Theo đó, VOA trích dẫn tờ báo Kyodo của Nhật Bản, dẫn nguồn tin điều tra cho biết, ngày 5 tháng 11, cảnh sát Nhật Bản đã đột kích vào một nhóm nhà nghỉ bỏ hoang tại một thành phố cách Tokyo khoảng 500 km về phía đông bắc và tìm thấy hơn 20 người đàn ông và phụ nữ Việt Nam sống chung trong một cộng đồng, bao gồm một nhà hàng và một quán karaoke. Và đây là hình bài trên VOA. Tờ Kyodo dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, những người Việt đã bị trục xuất, hiện đang sống trong khoảng 10 nhà nghỉ không còn được sử dụng tại Bando, tỉnh Irabaki. Người ta tin rằng một số người trong số họ đã trốn khỏi các công ty Nhật Bản nơi họ làm thực tập sinh kỹ thuật. Các nhà nghỉ này thuộc sở hữu của một giám đốc điều hành công ty người Việt 40 tuổi, người đã bị truy tố vào cuối tháng 10, với cáo buộc tiếp tay cho việc lưu trú bất hợp pháp bằng cách cung cấp nhà ở cho họ, vẫn theo kỳ độc Mỗi nhà nghỉ có từ 2 đến 4 người sống chung và họ phải trả 40.000 yên, khoảng 262 đô la, tiền thuê nhà một tháng. VOA cho biết, Bành Đồ nằm dọc theo sông Ton, có dân số khoảng 50.000 người, với nghề trồng rau là ngành chính. Theo nguồn tin điều tra, hầu hết người Việt Nam sống ở đó đã đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật với mục tiêu kiếm tiền tại Nhật. Nhưng các thực tập sinh này đã nghỉ việc vì mức lương thấp hoặc sau khi bị xếp hành hục. Nhóm người Việt trên được cho là đã chuyển đến khu nhà nghỉ sau khi sống chung với nhau ở tỉnh Chiba lân cận và trao đổi thông tin với nhau qua mạng xã hội. Theo VOA, tờ báo Nhật cho biết một số thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài tại Nhật đã biến mất khỏi nơi làm việc do môi trường làm việc kém. Tờ báo dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Nhật Bản trích dẫn dữ liệu sơ bộ cho biết con số kỷ lục 9.700 thực tập sinh đã mất tích vào năm 2023. Và đây là hình chụp khu nhà nghỉ bỏ hoang mà nhóm người Việt Nam lưu trú quá hạn ở Bando, tỉnh Irabaki ngày 22 tháng 10. Trong số này, Việt Nam đứng đầu danh sách với 5.400 người, tiếp theo là Myanmar với 1.700 người và Trung Quốc với 816 người các nguồn tin cho Kyodo biết gần một nửa trong số những người mất tích đều làm việc liên quan đến xây dựng. Hãng tin còn trích lời một phụ nữ sống gần làng nhà nghỉ trên thang phiền. Bà không thể ngủ được vì tiếng karaoke và tiếng nói vang vọng suốt đêm. Vẫn theo VOA, ngoài tình trạng bỏ trốn khi đang làm việc để ở lại, các công nhân Việt Nam sang Nhật làm việc còn bị cảnh sát Nhật chú ý vì nạn trộm cắp vặt, làm giả thẻ cư trú và chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp. VOA cũng cho biết Tờ Asahi Shimbun hồi tháng 9 dẫn dữ liệu của cảnh sát Nhật Bản nói rằng các hành vi vi phạm của người Việt Nam tại Nhật đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua và chiếm 44% tổng số tội phạm do cư dân nước ngoài gây ra vào năm 2023. Theo đó, vào năm 2023, có 4.000 hành vi vi phạm bộ luật hình sự trong số người Việt Nam ở Nhật, gần 77% trong số các hành vi vi phạm là trộm cắp. Có 3.800 hành vi vi phạm của người Việt theo các luật định khác, trong đó vi phạm luật kiểm soát nhập cư được báo cáo thường xuyên nhất, chiếm 84,2% tổng số. Ngoài ra, vẫn theo dữ liệu cảnh sát mà Asahi trích dẫn, con số 7.900 người Việt Nam vi phạm bị xếp vào đại diện cho số lượng tội phạm lớn nhất do cư dân nước ngoài phạm phải, chiếm 44% trong tổng số. VOA lưu ý, theo dữ liệu từ Cơ quan Dịch vụ Di trú Nhật Bản, dân số người Việt Nam tại Nhật đã tăng nhanh chóng từ 99.800 người vào năm 2014 lên 565.000 người vào năm 2023. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cảnh sát Nhật bắt giữ hơn 20 người Việt ở quá hạn tại một khu nhà nghỉ bỏ hoang. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những tranh chấp ở Biển Đông giữa Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á Ngày 4 tháng 11, VOA Tiếng Việt đưa tin, Malaysia khiếu nại Việt Nam mở rộng bãi thuyền chài ở Biển Đông. Theo đó, VOA trích dẫn hãng tin nước ngoài cho biết, Malaysia đã gửi thư khiếu nại tới Việt Nam về cáo buộc mở rộng một đảo nhỏ ở Biển Đông mà cả hai nước đều tuyên bố là của mình trong một động thái leo thang, song phương hiếm hoi, không liên quan đến Trung Quốc. Động thái này làm sáng tỏ thêm một trong nhiều tranh chấp ở tuyến đường thủy chiến lược, mà phần lớn trong đó là do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, với việc Bắc Kinh thường xuyên có xung đột với Philippines và thỉnh thoảng xảy ra tranh chấp với Việt Nam. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết các thực thể tranh chấp nhiều nhất là xung quanh quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia Việt Nam, Brunei và Philippines đều có các yêu sách chủ quyền và mức độ chiếm đóng khác nhau. Theo hãng tin nước ngoài, lá thư của Malaysia được gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam vào đầu tháng 10 năm nay, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Theo hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington phân tích và công bố vào tháng trước, khiếu nại này liên quan đến cáo buộc Việt Nam mở rộng nhân tạo bãi thuyền chài một đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng. VOA cũng cho biết, vào cuối tháng 10, AFI Tiếng Việt đưa tin rằng Việt Nam cũng đang xây dựng một đường băng trên đảo này. Hãng tin nước ngoài cho biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của họ. Bộ Ngoại giao Malaysia cũng không đưa ra lời bình luận. Theo VOA, trong những năm gần đây, đã có nhiều hoạt động xây dựng đáng kể trên các đảo nhỏ ở Trường Sa khi các quốc gia tìm cách củng cố yêu sách lãnh thổ của mình và chứng minh rằng họ có thể duy trì sự sinh sống của con người trên hàng chục đảo nhỏ và các thực thể này. Hoạt động của Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý nhất với bảy hòn đảo được xây dựng trên các bãi đá chìm, một số được trang bị đường băng, bến tàu, tháp điều khiển và hệ thống tên lửa. Và đây là hình, hình ảnh vệ tinh chụp một đường băng mới ngày 11 tháng 10 do Việt Nam xây dựng trên bãi thuyền chạy. VOA lưu ý rằng, mặc dù khiếu nại giữa Malaysia và Việt Nam về lãnh thổ là rất hiếm, Malaysia vẫn thường xuyên nêu ra vấn đề về điều mà họ cho là sự xâm phạm của ngư dân Việt Nam vào vùng đặc quyền kinh tế của họ, dẫn đến việc bắt giữ một số ngư dân. Trước đó, ngày 10 tháng 6, AFA Tiếng Việt đưa tin, Philippines đang giám sát hoạt động bòi lắp đảo của Việt Nam tại Trường Sa. AFA cho hay, Hải quân Philippines vào ngày 10 tháng 6 cho biết, đang giám sát hoạt động nạo vét và bồi đắp đảo mà Việt Nam tiến hành tại quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Theo đó, truyền thông Philippines dẫn lời của phát ngôn nhân Robinson, chuyên về biển Tây Philippines cho biết, Bộ Ngoại giao Manila cũng đang có hoạt động liên quan sự việc vừa nêu. AFA dẫn lời ông Roy nói rằng, Việt Nam là nước có nhiều tuyên bố nhất tại khu vực quần đảo Trường Sa trong số những quốc gia có tranh chấp chủ quyền tại đó. Tuy nhiên, Philippines và Việt Nam có mối quan hệ hữu hảo. Hà Nội không có những hành động phi pháp, cưỡng bức đối với Manila như Bắc Kinh. Ông này cho rằng Trung Quốc là nước gây hấn nhất đối với Philippines trong số những nước cùng có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trong khi đó, phát ngôn nhân lực lượng tuần duyên Philippines Jay Tarila cũng cho rằng phía Việt Nam không sách nhiễu ngư dân Philippines và đưa tàu phi pháp đến quanh các đảo tiền tiêu của Philippines tại khu vực biển tranh chấp. Ông cho rằng phía Việt Nam bắt đầu cải tạo những thực thể do họ kiểm soát trước khi có tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những tranh chấp biển đảo của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới